nghe thịt tủi nhiều mai nha anh em. Anh em xem nè, trời ơi chà bá luôn, hết thùng luôn đã. Nay con chuột còn con nghe như này anh em. Rồi ngày mới cần con xin chào cả nhà và toàn thể anh em đồng nghiệp trên mọi miền đất nước ha. Thì nay cũng dẫn chủ đề cần đi thăm bầy rắn, luồng bẫy của cần. Luồng này hôm bữa trúng á, mà giờ còn hai mấy cái à. Thì này, lúc nãy cần có đi cần đem thêm 6 cái để hồi dầm thêm. Chứ bây giờ là mất thì mất, nhưng mà vẫn dầm cho coi chỗ có rắn cả nhà. Chứ nếu mà không có tăng cường là thăm không rắn. Thì giờ thăm hai mấy cái thì hy vọng là may mắn ha. Trời cũng 10 giờ mấy rồi, nhưng mà cái là muốn chuyển mưa nên cái bầu trời nó hơi xám xịt nên nó vậy. Rồi cần sẽ quay chiến lược đầu nghề ha, vô cái bẫy đầu tiên cho cả nhà xem. Nêm hai cái bẫy chi cua đó, chuột thì hai mấy con luôn nè các nhà thấy không, chuột hai mấy con luôn, đem theo mấy con này. Nhưng mà mình vừa thăm bẫy với phần hồi mình sẽ đặt thêm 6 cái lọc trống không kia nữa nha. Yeah, cũng nhận lúa vô đeo nha. Rồi để cần nghe điện thoại cái bẫy cần quen cho cái này xem nha. Cần sẽ vô cái bẫy đầu tiên nha anh em. Nay nói chung thì thăm bẫy rắn hôm bữa giờ trúng không thất, nhưng mà hôm nay thăm bẫy rắn tâm trạng hơi buồn buồn, tại vì con mình bé nhỏ sáng nó bị ho lấy nóng này đưa lên Nhi Đồng thì khám thì người ta thấy nóng quá, với do phần phổi em nó bị sao đó thì người ta kêu nhập viện. Thấy cũng buồn, mình lớn mình bệnh không sao, còn nhỏ bệnh hơi buồn anh em. Rất giả cái này, hôm bữa giờ không thấy dính luôn ta. Ý mình neo mình chờ nó vậy mà mình kiếm con dền khác không có. Rồi cái đầu tiên không dính em ơi, cho bảy quay tiếp ha. Tiếp tục vô đây con cái nha anh em. Trời giờ 11 giờ nè, nắng bắt đầu điên đầu rồi đó, nắng quá trời nắng luôn. Mấy cái khu này mà là lâm thỏm có một ngù anh em, tỷ lệ anh em đặt dính xác suất rất là cao, tại vì ba bên bốn bề là ruộng có gù đất á, rắn này rắn nọ nó hay vô ở. Mà còn cái sự may mắn của mình đoán vậy thôi, còn sự may mắn của dính hay không còn đòi hỏi sự may mắn nữa. Cái bẫy đây không thấy cứt đá gì anh em. Trời ơi, tụi còn nguyên em ơi. Rồi cái này không dính nữa, quá trời ngon, chưa chạy. Rồi tiếp tục qua đây cái luôn em ơi. Nắng quá đi, mới mấy cái cũng thở oxy nè, mệt thiệt chứ. Bởi vì mưa thăm bẫy chuột chết nhiều, nắng đi là mệt mà chuột cũng chết anh em. Tại chuột là hiếm mà nó muốn chết là chết rồi, phải thiệt chứ. Cái lọc này ngon lắm, trôn ngay cái đường mòn mà sau này lên thấy cái rõ lọc luôn. Cái cất nha anh em nha, cất hay là cất anh em, cất cô cất rồi. Ừ, lầm nha nè, lầm biết bự nhỏ mình thấy cơm rồi. Trời anh nhìn em ơi, ngon có lý, có dính là vui rồi. Con này không bốn lạng cơm nha, cục đuôi nữa chứ, ngon lành nha. Hoa đã đi cất tỉa đầy nè anh em, chất giả mà dính rồi ngon rồi. Rồi mình sẽ đi thăm một hai cái nữa có dính là bảo luôn nha anh em. Đây nha anh em, hồi nãy thăm 5-6 cái thì ở đây dính được hình như là ba con hổ ngựa nè, với con hình gì nãy không nói, với con hình ba nữa, như trong này là 5 con nè anh em. Mà có tình trạng này anh em nhìn thấy nè, tức muốn ối máu lên em, thầm chết thầm chạy mà nó không trung quát hôm trước, mà nó không biết cách nào mà sau ra cái lồng này nó rách một ổ kẽm, nó nhui đường này ra anh em. Hổ dợn nè anh em, mình thấy còn thấy cái giải không đó, tức ghê anh em. Lâu xa xuất cái tình hợp này hoài anh em nè, anh em thì cái giải hổ dợn nè, cần về cần cảnh cho anh em xem nè. Lấy nét cái đi nè, anh em thấy cái giải không? Trời ơi con này ký mấy anh em, quá là anh em, cái lỗ đục à đó, anh em thấy cái lỗ nó nông ra không? Con này là nó ê luôn, nó lâu lợi lắm nhanh em, hết nói thiệt chứ. Ừ anh em, bên em xem có da nè. Nè hổ dện nha anh em, nè cái giải hổ dện nó đen nha anh em, quá uổng luôn anh em ơi.
lâu lâu bị trường hợp này hoài luôn nha. Để đó, anh em thấy cái dải không nè, đó anh em thấy cái dải của nó không, trời ơi, anh em ngủ ghê luôn nha, coi cái lỗ lưới này, con này tầm 1,5 kg lên đó anh em, quá hớp tức thiệt chứ, không hiểu tại sao dày mà tới dày mà không ăn được anh em, đứt kẽm kẽm bô này anh em, nó nông lên nè, nó đục lên tét cái này luôn nè, anh em thấy không, cái này xúc ra cái dải nó xước vô đây nè, trời ơi tức thiệt anh em ơi, quá trời tức, ôi trời, không ăn được nó anh em, tức thiệt nha, 5 cái này dính có đắng hết nè anh em, tại chạy dọc đường một bên luôn rồi, không có có người ta thì không có quay được nha anh em. Cái này thì còn hành gì lúc nãy nè, còn này anh em xem nè, dính cái mê luôn anh em ơi, xảy con giận quá, ủa con người này chừng nửa ký anh em, không bự nha, cái nào bự mình nó bự, còn cái nào nhỏ mình nó nhỏ, ủa con giận quá anh em ơi, thiệt chứ giận chỗ mình người ta đặt mình 3-4 con từ ký 3 lên, mà cả nửa tháng này anh em chưa có anh em nào mà bẫy được con ký 3, anh em chia lại khác chia, anh em chỗ khác chia lại bán thì giá cũng như tụi mình thôi, nên tụi mình lấy không nổi, đành hứa khách lại còn cháu lại nha, quá trời uổng ghê rồi, cầm cái lọc run thôi nha, mới đầu dở cái lọc nên sao quá, con chuột nó mất tiêu rồi, ơ mà nó quét nè, tưởng đâu nó đường mình gì, cái nhìn thấy cái lỗ sao tưởng nó chuột nó ra nè, ai giờ nhìn lại thấy cái dải, quá rồi gặp tình trạng nó hoài luôn nha, uổng ghê thì chứ, con người nó bự nha, con người này sẽ bự, anh em thấy không, mà còn con hành này cola nha, cola này. Giờ cần xây dựng máy lên bắt nhanh em, quá uổng cái này ai đạp mốt cái lợp là hơn mà vẫn còn nè anh em, ôi giờ cần tiến hành bắt rắn đây nha, quá trời uổng thì ghê luôn nha, đang nghe ấy giờ mà dính còn rắn bự bự gì bán tiền không nha, này 5 con luôn nha anh em, 3 con nữa, 2 con không hầm, tại vì ngay chỗ đó họ mất quá đó, thì thấy người ta nhìn đó anh em ơi, không muốn quay thì cả nhà với anh em xem cũng thông cảm, tại vì bắt lọt á giờ làm nó cũng mệt mỏi mà không biết chỗ đặt mất điểm luôn, cái này thì hơn, cái này thì hơn mà bị đạp mà còn vẫn còn rắn nữa, quá trời uổng tuyệt vời rồi anh em ơi, chờ cần bắt anh nha, bể rắn này nhiều khi cái chỗ anh em cần nói anh em chỗ nào nó dính đẻ nè, tốc độ luôn thấy gì không, mà ăn không được uống nha, quá trời uống, còn giờ nó phải tầm 1,5 kg lên nữa, tại hồi đó mình có xảy lần đạp mình đón rồi anh biết cái gõ của nó nông chặt cái giải của nó quá rổ nha, tới miệng ăn ăn vượt nha anh em thấy không, tại vì bữa hổm là mình vô đây mình có nghe cái bà cô đó, bà nói là thấy con rền tầm bắp tay bả, thì nhiều khi người ta nói bắp tay bắp đùi là cũng nhỏ trong bữa anh em, nhưng mà nhiều khi cái người nói chính xác, còn có cái người ta nói là không có chính xác là vậy, nên cần phải vô đặt thử, chuyến đầu cần thăm là không dính nhanh nha, chuyến đầu mình thăm là không dính luôn á, còn chuột viên mới chuyến này vô thì có người ta nhìn vô ôm cái lọp lên cầm nghiên cứu không biết con chuột đâu, nhìn đi lại thấy cái dải nhẹ đó nha, nên mới ôm cái lọp ra cho anh em xem, quá trời cái này lúa lên xanh lét, quá trời uổng anh em thiệt á, bộ này chưa làm được con nào ký 3, ký 2 có anh em, ký 3 chưa dính luôn, con này bự to quá vậy nè, sơ sẩy
quá uổng. Được một con nữa bán mấy trăm ngàn, mấy ngàn đồng hồ luôn nha, nó khỏe cuộc đời liền. Vì mà không ăn được món tích kiệt, sao mà lâu lâu mình cái tình trạng cái lợp mà bị dậy hoài ta, mình cũng không hiểu luôn đó. Nó lỗi kiểu mà kỳ cục. Mình kiểm tra hôm bỗng đàng hoàng luôn mà đâu có tới vụ đó mà sao kỳ giờ lại vậy. Ngọt còn bảy tám ngàn bởi ngay chỗ nào anh em đi bất lợp á là dưới nắng dữ lên nha, thiệt luôn. Tại đâu cỡ có nắng mấy anh em áp, mấy anh em đồng nghiệp mình đồng là điều tay vô nó đặt đấy, nắng là nhiều thì anh em lấy qua lợp qua lợi chứ nắng nó còn hết nha. Sảy gì mà sảy anh em, nuôi đâu vậy, trên này không nuôi, nuôi đâu như đó cha, đây nè, đó, ra đi em, đó em nuôi đi, cắn anh hả, còn là bự nhanh em, chà bá luôn, cái dòng con ngựa mà vô bảy tám lạng mau có ký lắm nha, tốc độ. Cái loại này thì mình bán lẻ nửa ký ăn lên thì bán giá 200, mà có con nào 9 lạng ký thì mình bán giá 250. Không hà không ngựa nha, tại mình bán lẻ mà mình được có cái là mình được có mối mang anh em chơi chung nhau thì ai cũng hỗ trợ nhau bán lắng qua lợi, dù anh này hết thì lỗi lắng đó thì hỏi anh này còn không thì bán chung với nhau vậy anh em. Nên anh em mình rất đồng lòng bán giá cả, anh em cũng bán với nhau chứ không ai bán phá giá ai và không ai mà khiêu khích nhau hết. Bởi vậy cần có thành lập cái nhóm bảy rắn gò công thì anh em ở xa quá thì cần là rắn anh em được, anh em nào có đặt rắn cứ có trúng thất gì đó coi anh em có rắn gì đó anh em cứ đăng vô cái nhóm của mình đi thì có con em nó xem nó diệt bài thì có ai điện á thì mà mình sẽ hỗ trợ cho anh em bán rắn, cho mình không có lợi nhuận ngàn nào nha anh em. Còn rắn như thế nào đó thì anh em tự khi hai bên khách gì có khách dài anh em mua bán với nhau thì anh em tự thương lượng giá cả nha. Chỗ tại vì tùy dùng thì chỗ anh em khác chỗ mình khác thì mình không có nói bán giá gì mà anh em được, anh em tự thương lượng với khách đi, mình hỗ trợ thôi. Con này lì quá ta, nói chung mình đường dưới nó ghê. Rồi này đó, ra đó đúng rồi, ra cái vậy mới khen ngon lắm mà. Nói chung thì mình làm không chết, mình chạy bắt rắn chậm anh em rất nhiều luôn, thiệt luôn, cái đó mình nói thật. Mà ngoài ra xảy rắn là ít có xảy lắm nha, dù mà trường hợp nhiều lắm mới xảy, mà bữa nay là dạng như cái đó nó đục lưới luôn anh em, chịu không có cách nào mà phản hồi được, đục lưới cái đó chịu nha. Con này bự nha, con này 4 lạng quá trời đã nha, đúng cái ghê mà tình đang lọt vậy. Trời ơi, 2 cái máy rắn hình nha anh em thấy không, 2 cái máy rắn nè. Rồi cần sẽ không tốn thời gian của anh em cả nhà ha, cần sẽ ốp máy xử lý mấy cái lọt này ha, vô chuột lại thì cần đi thăm tiếp nha, cần lấy tiếp tục lên nha. Vô đống rác này mình không cái nè, giờ đặt bẫy là phải quỷ trang vậy không anh em. Trời ơi, cái quỷ trang mà gà nó bươi, trời anh em nhìn cái lọt kìa, hết ham luôn anh em ơi. Ủi nặng dữ vậy, đất kìa, trời đất thiệt anh em ơi, con chuột còn nguyên này, hết nói thiệt chứ. Rồi để mình xử lý anh em. Tiếp tục mình có đây cái nè, đây kỳ hổm đặc dính hình nhất thì cái bẫy này bỏ này cũng có chục ngày đó,
chứ người quá người này mà. Người quá trời người luôn, chết hồi nay nước quá hay lội ta. Có vậy mới còn có lọt luôn đó. Mới còn có lọt nha em ơi. Rồi cái lọt đóng chân ai được luôn. Lội qua xem có cái hình tượng gì không. Nhìn nhìn đây. Tụi còn nguyên nguyên anh em ơi. Còn dính gì luôn. Lâu dữ tụi còn sống. Rồi tiếp tục lên nha, để con cái này nè. Con kia đá nha, hát nhạc nhiều quá. Kia đá nhạc quá, hát nhạc nè. Sung. Đang nắng mệt nghe nhìn dưng 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 hưng lên liền đó nè. Cái này cái cỏ bích vụ mới có dính gì không. Ồ, nặng nặng anh em. Nặng nặng nè. Ngon quá nặng nha. Trời ơi. Hai con nữa anh em ơi. Hai cái đầu trơ trơ luôn. Để coi có được con nào vô nhất không nè. Hai con nữa. Mà biết có được vô nhất không nè. Ngon quá. Anh thấy cất đá ỉa đâu ta. Trời ơi. Không bị nước cây anh em ơi. Con này vô trước nó bị con chuột cắn cái đuôi bên chành anh em thấy không? Tới con này chừng 4 năm mấy không được nhất anh em ơi, ngon quá vậy không nhất đói. Rồi tiếp tục lên anh em, hồi nãy lần kia cũng mất cười nên em có nhạc không bọc bay được một cái lọp, mà ở trong đó có da con hổ ngựa hổ dợn lọc không biết cũng khá là to, cũng tầm cầu kiến lên nha, mà mình không nghĩ không phải là con hổ ngựa đâu, hổ dợn da đen mà có da mà cái lợp không hết tróc mướt gì anh em, mà không thấy con rắn đâu thì nhìn xung quanh này lúa đã đổ, ai đó bắt con rắn không lấy cái lợp cũng còn nhân đạo nha anh em, thì vậy cũng được, ăn rắn thôi đừng ăn lợp đừng lấy lợp vậy ok. Rồi tiếp tục lên hàng bánh mì sakuli đây. Rồi đi hồi quá rồi bắt anh em ơi, bánh mì nhỏ tiếp theo đây mình có cá nha nha. Hồi kia có người ta câu cá nên không có quay được, không sao. Đây cái có bậc tường thì ổn, mình làm được con hô dọn. Rồi chiến kia mất cái lọc luôn, mình mới thấy cái lọc bị cà bá không bồi trong này. Ê, cô cất lên nha, mình thấy cất không? Cất này hổ hành hay gì nè anh em? Một bự nhỏ thôi, bự cái đi. Trời ơi, sao thấy rồi trời. Trời ơi anh em ơi, lúa vậy rồi, thằng nào nó bắt cá hay sao kỳ trời. Nó nói anh em bó tay thì anh em thấy các mừng chết mà vậy, ngộ thì chứ xảy ra gì anh em, có con rắn gì bự vô nữa quần nè anh em thấy quát mùi chĩa luôn không, mấy con rắn rồi trời, hết nói thiệt chứ. À, cần tiếp tục thăm một hai cái nữa hết bảy lên nha, đang thăm hôm nay nói chung là trúng rắn với xảy rắn vậy không đành không đáng tiếc, nhưng mà đang buồn trong bụng anh em, bụng bụng cả nhà ấy. Con thì giờ vợ bà xã điện về thì nói nhà, cho nhập viện rồi, nó sốt nóng rồi, chắc sắp tới nay mà tại sáng về ba vợ của Cần với vợ Cần lên tỉnh, trở lên tỉnh Đức, có gì Cần lên sau mà chẳng nay mai gì lên tỉnh ở tỉnh chăm sóc phụ bé phụ chắc chậm ra bị déo cả nhà đừng bỏ em ha, càng là thông cảm ha, tại vì nói chung hãy lo cho con cái. Mình có vợ có con rồi mình mới biết mình thương con, rồi cha mẹ mình mới thương mình như cỡ nào như cái nhà đó, mình mới biết tình cảm cha mẹ dành cho mình cỡ nào. Rồi thăm một cái nữa rồi bắt hai con rắn kia kết thúc luôn nha anh em. Rồi một cái cuối cùng nha anh em, nỗi buồn dẹp qua một bên, thăm một cái cuối cùng tổng kết sâu rắn. Ơi hay sắp tới rồi, mong rằng bé mau hết bệnh để về thăm bầy rắn quay video rồi cho anh em cả nhà xem. Đây một cái cuối cùng
ít chỗ nhiều mai. Có cái gì không? Trời ơi anh em ơi, nè ít chỗ nhiều mai nha anh em. Một cái cùng anh em, anh em thấy cái phanh không? Trời ơi ngon, may mắn lên em ơi, quá mừng. Nên xem nè, trời ơi chà bá luôn, một cái cuối cùng ít chỗ nhiều mai, tổ độ anh em ơi, ngon lành cành đào, tuyệt vời luôn anh em xem đây, con này 7-8 gram ha, cước này anh em thấy không nè, nè li ti nè thấy không, đó, bây giờ thì sẽ ra này, bắt con này với hai con kia là mình có thể có 4-5 ký rắn nữa rồi, trời ơi mừng quá anh em, hồi sáng thì chưa có con nhất nào á, giờ mới có con nhất nè, rồi ra ngoài bắt luôn nhanh em. Đây nha anh em, con này chắc 800 gram anh em, giờ cần sẽ bắt ra. Thì hai con rắn về ở kia cần bỏ hoài quên nó hoài xe rồi, tại nãy sách nặng quá anh em. Còn mấy cái lợp này nè anh em thấy không, đó với con dao này anh em thấy không, dao này không phải hổ báo nha anh em. Mình không có vô đó thì mất thôi à, mình cọc lắm nhưng mà không có vô đó. Dao anh biết thấy gì không, bây giờ anh em thấy đây cái mặt kinh đây, ngoài theo mặt kinh bên đó không, ngon ghê không. Giờ mình bắt cái rắn này xong mình sẽ lội qua bên đó đem theo con dao đào cặp mé anh em, chôn hay khu này rắn rất nhiều, hổm giờ nay mình bẫy dính mình thấy rồi, rắn rất nhiều mình phải chôn đó, đem theo dao nha anh em. Bây giờ muốn bẫy được con rắn là phải chịu cực khổ anh em, chỗ nào có rắn là mình cứ cài nha, chứ mà bẫy rắn mà sướng quá là không có rắn để ăn, để mà chia ăn anh em, không có rắn để mà mua có tiền mua sữa con bú đâu. Phải cố gắng nha anh em, chỗ nào có rắn cứ thường thường là đặt một cái thôi, hai cái gì đó anh em, đặt đại nhiều vô dính ra rắn nhanh lẹ chè lì rút bẫy, chứ anh em nói để ăn ra là anh em thất bại chết, anh em khác vô là mất bẫy như chơi anh em. Bây giờ cần cố gắng, đây 4 cái cần đi chôn, 4 cái này với cái càng kia, vậy bây giờ cần lội cần đặt thì cần sao không quay, lần sau cần thăm sẽ quay nhanh em, quay cho cảnh lội cho anh em xem biết nó cái ngày bẫy rắn phải cố gắng kiên trì vậy đó. Đó ra nè, quá đã anh em ơi, tuyệt vời luôn. À, đây nha anh em, nó ra nè anh em, wow hết thân luôn em, đã năng con chuột còn trong ngay như này nè anh em, quá đã anh em ơi, tuyệt vời cực kỳ đã luôn anh em. Rồi cần sẽ vô bị qua kia đặt thêm 5 cái bẫy nữa, bẫy chôn anh em, mất trước người ta đặt bẫy chôn rồi, anh em nhìn cái da hổ dợn nè, cái da lường nó bằng ngón út của mình luôn nghe nha anh em, một cái da đó bằng ngón út là mà nè anh em nhìn cái cùng cái da lưng nè, hộp da lưng nè, anh nhìn thấy không, xài là cho lấy nét ha, đó anh em nhìn cái hộp da lưng của nó là bằng cái đầu đũa luôn nha anh em, đầu đũa bự chứ không phải đầu đũa nhỏ. Con này ước tính là mình nhắm khoảng trên 2,5 ký, nhưng mà có cái nãy mình để cái lập nhỏ quá, chắc nay mai tăng cường nha, cho nó 5-7 cái lập lớn anh em ơi, chứ cái lập nhỏ quá nó vô là banh nè, hư xảy là nhát luôn, uổng lắm, tại anh nghĩ đó không có rắn lớn, ai giờ lội qua xong thì mới thấy hết hồn quá anh em. Cái này là dính một cái anh em coi sướng con mắt luôn, tuyệt vời, mình sẽ cố gắng.